Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục một thiết kế và Android nha. Thì các bạn nhìn vào cái thiết kế này nè, mình zoom lại cho các bạn thấy nha. Thì các bạn nghĩ là thiết kế này khó không? Đấy, new bài thì có thể nó khó nha, chứ ai mà follow kênh mình lâu rồi thì những cái bài này thật sự rất là đơn giản nha. Quan trọng chỉ là cái idea lúc ban đầu để suy nghĩ ra làm cái hành này thôi. Và đây là hai kênh TikTok chính của mình nha. Một kênh là mình sẽ vẽ về digital, một kênh thì mình sẽ làm về thiết kế. Mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách follow cả hai kênh nha. Cảm ơn các bạn. Rồi, thì thật ra là rất là dễ nha các bạn. Thì mình sẽ vào chi tiết nha. Rồi, cái điều đầu tiên thì cái dễ nhất thì mình sẽ hướng dẫn nó cho các bạn đầu tiên, đó là về cái Quad Entry này. Thì các bạn chỉ cần gõ cái câu là dân chơi sao phải khóc, thì tất nhiên là nó sẽ ra rất là nhiều cái ảnh về cái bài hát này. Đấy, thì mình đã lựa một cái thế gọi là cái thế này này. Đấy, nhìn có vẻ rất là ngầu đúng không các bạn? Đấy, thì cái hình này thì để mình gửi cho các bạn xem nha. Đấy, thì cái hình này nha, nếu mà các bạn sử dụng AI để cắt nó đấy, ví dụ như mình nhấn là select chọn subject này thì đa số là nó sẽ tự cắt cho mình, nhưng mà trong cái hình này nha các bạn, nó vừa tối mà nó lại có rất là nhiều nhân vật ở đây, nên AI đâm ra nó sẽ không có thể nào cắt cho các bạn đúng theo cái ý của các bạn đâu. Nên chính vì thế thì các bạn phải dùng pen tool nha các bạn. Đấy, các bạn phải dùng pen tool để các bạn đi và các bạn cắt. Thì cái cách dùng pen tool thì mình sẽ không nói ở trong video này, thì vì những video trước đó thì mình cũng bày các bạn cách bằng pen tool rất là nhiều rồi. Các bạn mới coi thì có thể xem những cái video trước đó của mình nha. Rồi, thì cứ coi như là mình đã cắt được cái hình này ra như vậy nha các bạn. Đấy, rồi tiếp theo thì mình sẽ xử lý tới cái vấn đề gọi là cái đồng tiền này, cái đô la này các bạn. Thì các bạn cứ lên Google gõ giùm mình là đô la BNG. Đấy, thì nó sẽ ra những cái hình như thế này. Đấy, thì các bạn tải về giùm mình, tải về cho mình rồi các bạn lại File Play, rồi các bạn chọn cái thư mục mà chứa cái BNG này về nha. Rồi, mình có chèn một cái lớp Drop Shadow mờ chỗ này, thì các bạn có thể vào chỗ đây này, Effect chọn là Drop Shadow nha. Đấy, rồi các bạn có thể chỉnh thông số như mình. Đấy, tùy các bạn nha. Rồi, đấy các bạn đã chỉnh thông số như mình. Rồi tiếp theo thì mình sẽ alt nha, mình alt mình kéo ra này để mất thời gian, alt mình kéo ra đấy thì nó lại có một cọc thứ hai. Đấy, alt thì trong Photoshop này thì nó là như một cái lệnh copy nha các bạn. Rồi coi như là mình đã xong vào cái phần artwork nha. Tương tự như vậy về cái khói này này, cái làn khói hút thuốc này nha các bạn. Thì các bạn cứ lên mạng các bạn gõ là small bng. Đấy, thì nó có rất là nhiều nha. Đây, thì các bạn có thể tải về. Rồi, các bạn chỉ cần chèn vào thôi. Rồi, cái bài này thì mình sẽ nói về cái phần chữ sau. Tại vì đối với mình á, thì cái phần chữ có lẽ là nó khá trong cái phiên hướng dẫn này hơn. Thật ra nó cũng không khó, nhưng mà nó sẽ khó, nó có rất là nhiều bước. Rồi, thì tiếp theo này, thì các bạn mình đang dùng một cái phone gọi là cái phone mình đang dùng là cái phone iPad nha. Rồi mình chỉ việc gõ từ Entry Right Hand ra thôi. Rồi còn cái thông tin này này các bạn, thông tin này thì kiếm ở đâu nha? Cái phone này thì mình đang dùng phone là Marriott Pro này. Cái phone này ai cũng có hết nha, mới mua máy tính là nó đã có sẵn cái phone này rồi. Thì cái trang thông tin này ở đâu thì các bạn có thể ở đây, các bạn có thể lên Wikimedia của Việt Nam mình này. Có rất là nhiều những cái thông tin về Android nha. Đấy, những cái trang như thế này. Đấy, thì các bạn cứ copy tiểu sử của Android vào. Đấy, tại vì mình đang theo cái nhân vật nào thì mình nên tìm hiểu về nhân vật đó một chút, đó mới gọi là mình tìm hiểu kỹ về cái nick mà mình đang làm nha. Đấy, tương tự như vậy thì các bạn có thể làm cho bất kỳ rapper khác. Thì các bạn cũng lưu ý giùm mình là mình sẽ đi kiếm data từ cái nghệ sĩ đó, ví dụ như năm sinh, tên đầy đủ và cũng như là những thông tin về Wikimedia của họ nha.
Rồi, tiếp theo thì giờ tới cái bước này nè, thì đối với mình là nó có nhiều bước hơn. Thì về cái bản chất về cái hình này nè các bạn, cái từ dân chơi sao phải khóc nè, thì cái phone này mình kiếm không ra nha. Cái phone này mình kiếm không có ra, nên đâm ra là mình sẽ phải kiếm một cái phone nó tương tự thôi nha các bạn. Thì các bạn lên giùm mình cái trang Google, gõ là file phone 3 image, rồi các bạn nhấn vào đây. Rồi, các bạn upload một cái hình lên nha. Rồi, thì các bạn upload lên cho mình này. Các bạn upload lên cho mình. Đây. Rồi, mình sẽ chọn cái ô này nha. Nhấn Identify Phone. Thì tới đây thì hệ thống nó sẽ tự động cho các bạn một vài cái phone tương ứng nha. Tương ứng thôi, may mắn thiệt sẽ có cái phone nó giống. Rồi đây. Đấy. Đấy, mình sẽ có những cái file nó gọi là rất là né nhau. Thì cái phone này nó tên là Stoneman Black 50 gì đấy. Thì các bạn có thể copy cái này rồi lên Google, gõ là download free gì đấy. Thì các bạn có thể download về thôi. Rồi. Còn hoặc là các bạn có thể ví dụ như cái phone đó bạn nghĩ sẽ không đây, thì các bạn có thể gỡ trong này về luôn đấy. Ví dụ như dân chơi này đấy, thì các bạn có thể download cái hình này về cũng được mà. Đây các bạn sao chép hình ảnh đây, thì mình có làm một cái phiên làm việc riêng nha, là cái chữ này đấy. Thì các bạn có thể Ctrl V vào này đấy, thì các bạn có thể dùng nút chỗ này. Đây, công cụ là Magic One Tool nha, các bạn có thể click lên này. Đấy, thì nó cũng sẽ ra từ này thôi. Mình nhấn Ctrl J nha. Đây, thì nó cũng đã ra như cái này rồi, dân chơi sao phải khóc gì đấy, các bạn hiểu không? Thì mình sẽ có cái từ đây. Rồi bây giờ cái phone của mình nó đang hơi nghiêng đúng không các bạn? Các bạn nhấn chuột phải cho mình, chọn mình nút scale này. Đấy, các bạn như vậy thì nó sẽ thẳng thôi. Đấy, rất là đơn giản nha. Rồi coi như cái phần này là mình đã xong. Rồi tiếp theo này thì cái phone này tại vì nó không có hỗ trợ Unicode nên mình sẽ không thể nào viết được dấu hỏi cũng như dấu huyền. Thì chính vì vậy thì mình sẽ tự tạo thôi nha các bạn. Mình sẽ tự tạo dấu hỏi hay dấu huyền vậy này. Mình sẽ tự tạo thôi. Thì cái phần tạo dấu hỏi gì chút nghẽ như thế này thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Nè, thì bây giờ mình sẽ tạo chút thử một cái cho các bạn xem nha. Đây thì các bạn thử tạo cái này. Rồi các bạn đổ cho nó một cái màu. Rồi tương tự như vậy các bạn cắt ra cho mình nha. Các bạn cắt ra. Đấy các bạn cắt ra. Rồi nhấn delete. Rồi tương tự như vậy các bạn nhấn Ctrl T này. Rồi nha, các bạn nhấn Ctrl T, các bạn nhấn scale. Rồi các bạn kéo ra như thế này. Đấy, thì các bạn đã được một cái dấu như mình rồi. Đấy. Như vậy thôi. Đấy. Thì làm sao nè, bây giờ nha, làm sao để có được đây. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn, làm sao để có cái vùng chọn như vậy. Ban đầu này, các bạn nhắn cho mình vào cái layer dấu hỏi này nha, Ctrl vào nó để tạo vùng chọn. Xong các bạn nhắn cho mình là Select Modify, các bạn chọn cho mình là mở rộng này, Expand mở rộng. Các bạn chọn cho nó mình 10 đi. Đấy, thì nó sẽ ra một cái vùng chọn 10 như thế này. Rồi các bạn quay về cái layer này nha. Đấy, các bạn để ý này, con chuột của mình đang ở layer này. Rồi các bạn nhắn cho mình là Layer Mask. Đấy, thì nó sẽ chọn cái vùng này. Nhưng cái của chúng ta muốn là cái một cái vùng chọn ngược lại đúng không? Thì các bạn nhắn cho mình là Ctrl Y ngắn. Đấy, nó đã ngược lại cho chúng ta rồi. Các bạn thấy không? Rồi tương tự như thế này cũng vậy. Rồi các bạn nhấn cho mình Ctrl này, Select Modify Expand. À mình nhấn lộn rồi. Đấy. Đấy. Ok nha. Thì trong trường hợp này thì mình dùng brush mình tô luôn nha. Đấy.
lại dần trời sao phải khóc. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái hình như thế này. Đây. Đang đầu là nó ở chế độ normal này các bạn. Xong mình chuyển về chế độ là luminosity này. Xong mình giảm opacity xuống một khúc. Xong mình chuột phải, mình chọn clip bin mask. Thì nó sẽ áp cái hình này vào cái chữ khóc nha các bạn. Đấy. Rồi, như vậy là đã xong. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong. Còn này thì là đám mây thôi. Các bạn lên mạng gõ là Cloud BNG thì các bạn sẽ có thôi. Rồi, còn mà đợt này thì mình muốn nó phong cách hơn một chút nên mình tự tạo một cái ô vuông để tách ra khỏi cái áo luôn nha. Để tách ra khỏi, nếu mà các bạn dùng cái này đi in thì cái ô vuông này nó sẽ tách ra khỏi cái áo luôn. Thì mình có tạo một cái ô vuông thành chữ nhật như thế này. Mình có tạo một cái như thế này nha. Mình dùng một cái công cụ này nè các bạn. Mình tạo một cái thôi, như vậy thôi. Rồi các bạn dùng thùng son nè, phím G nè, rồi các bạn đổ cho nó thôi. Đấy, rất là đơn giản nha. Rồi rồi còn cái việc mà là chúng ta sẽ có cái chất liệu này, cái hình này chất liệu lấy từ đâu, thì cái keyword sẽ là như thế này nha các bạn. Keyword này black jungle background thì các bạn cứ lên này. Đấy, các bạn lên là các bạn chọn cho mình một cái background mà các bạn mong muốn và các bạn tải về nha. Các bạn tải về giùm mình xong chuột nè, các bạn chuột phải chọn clip in mask. Đấy. Thì nó rất là đơn giản nha các bạn. Đấy. Nãy giờ là rất không khó gì nha. Cái hình này thì dùng Ben Tool, còn cái này thì dùng thông tin ở trên Wikimedia. Còn cái này thì mình sẽ dùng phone mình kiếm bằng hình ảnh. Đấy, cái này thì nó có 3-4 bước trong này. Nên đối với mình thì cái bài này nó sẽ rắc rối ở cái đoạn này hơn. À, rồi, thì bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đến hết.